trong mọi nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì như là hôm nay là mấy anh em có chia sẻ về câu chuyện chị Hà, và ở cái chỗ mà chị Hà đậu xà lan rất xà lan, rồi sau đó có xuống tìm hiểu tại cái nơi mà chị Hà té rất xà lan, có gặp được anh Tài Thiên. Thì hôm nay có về cái chỗ ở của anh Tài Thiên đây cô chú. Đây là chỗ ở của anh Tài Thiên, hai anh em ghé thăm, rồi sau đó sẽ gửi cô chú anh chị cái video. Dạ em chào anh Tài Thiên. Dạ. Dạ anh Tài Thiên, cái chỗ hiện nay mình ở đây là em thấy để đồ vậy là tối anh ngủ chỗ nào? Dạ tối tôi không ngủ trên chiếc gác anh Phúc quận đi. Dạ ngủ trên này sao lấy cái điện chạy lên hả? Dạ lấy cái điện đó. Cái điện đó này. Còn đây. Đây là cái điện này chạy lên trên chiếc ba gác. Chiếc ba gác này của ai anh Tài Thiên? Của em rồi. Chiếc ba gác này của em rể. Dạ vậy là nhà này của anh hay của ai? Của em rể luôn. À vậy là mình ở nhà là anh ở nhà. Cái này là cái kho để xe ha. À dạ kho để xe chứ để như ba cái mà phụ kiện để làm chặt liệu qua lò hồ đó chú anh. Dạ. À tối tại cái trong này cái kho mình chắc đầy hết rồi, chứ đâu có chỗ ngủ đâu. Thì tối là ngủ trên chiếc xe này. Dạ. Nói chung là trên chiếc xe này tối anh Tài Thiên trải nghiệm ra ngủ cũng ok. Ok hầm. Nó hơi hậm chứ có cái quạt có quạt điện nó đủ. Dạ thôi để cho em tạm dừng máy cái gì tí xíu nữa em chia sẻ để ngồi anh em mình trò chuyện tí anh Tài Thiên ha. Dạ em chào anh Tài Thiên. Dạ anh Tài Thiên có thể giới thiệu lại dùm cho em là nếu mà cái tên của mình trong giấy tờ của mình là tên gì anh Tài Thiên? Phong xin chào anh Quốc và anh Quy. Dạ với anh chị cô bác mà gần thời gian nước và cả nước thì con của không thì tên thật trong giấy là tên Trần Quang An. Trần Quang An là anh sinh năm bao nhiêu? Dạ Trần Quang An sinh năm 1978. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Thì em cũng xin thưa với cô chú anh chị thì hôm nay mấy anh em xin thưa là sau khi mà xuống tìm hiểu cái câu chuyện mà của chị Hà té xà lan ở tặng cái hiện trường nơi mà cái vụ việc chị Hà qua đời thì xuống trước một ngày qua ngày hôm sau thì em và anh Huy hai anh em có ăn sáng gần ở cái hiện trường mà chị Hà té xà lan thì tình cờ gặp được anh Tài Thiên, ảnh đang đi trên đường là ảnh có chia sẻ là lúc đó là anh nói anh đi núi nào? Dạ lúc đó là con không đi núi ông Tấm mới về. Núi ông Tấm mới về và sau đó là anh có chia sẻ là ngoài cái việc mà anh đi núi về là anh đi bán nha, bán vé số. Bán vé số mua cho được sống. Thì khi mà ngồi trò chuyện đó cô chú anh chị thì sau đó mới mời anh Tôn Ngô Không uống nước ngồi trò chuyện thì mới thấy một cái cánh tay của anh một cái cánh tay của anh là bị mất hết một bên cánh tay. Thì khi anh em ngồi chia sẻ thì cho em được phép gọi anh là Tôn Ngô Không đi ha. Thì Tôn Ngô Không mới nói là hồi trước cách đây là mười mấy năm anh? 15 năm là không may là bị tai nạn về máy xúc lúa ha. Cái máy xúc lúa thì mất cánh tay nên là từ đó về sau là anh không có thể là đi lao động cái việc lao động phổ thông được. Tại vì mình mất bên tay thì mình lao động cái người mà tuyển lao động đó họ sẽ thấy mình không đủ tay chân, họ cũng khó khăn. Đó nên là anh quyết định đi bán vé số. Thì cái việc mà mua bán vé số mà ở cái khu vực mà chị Hà té xà lan đó thì hiện tại giờ cũng là gần cái chỗ anh đang ở nè. Thì cái công việc mình mua bán vé số được có được điều không anh? Đây vắng khách của anh bán cũng ới ẩm quá à. Dạ thế ạ. Dạ. Thì sáng hôm nay anh có chia sẻ cho em với anh Huy là anh có cái nguyện vọng là di chuyển chỗ bán là di chuyển đi đâu? Dạ thì em định từ nào là anh Phúc với anh Huy có về Sài Gòn đó. Dạ. Cho em xin theo lên Sài Gòn thành phố đó. Dạ. Tại vì là Tôn Phong đồn đó là thành phố rất là đông khách cho nên. Dạ. Là Tôn Phong định là lên Sài Gòn để mình bán số cho nó được dương chút đỉnh để là Tôn Phong đó là mua tiếp những bộ trang phục tiếp theo để mình đi lưu giữ để mình trước bán số cho đó mình giữ cho những em thiếu nhi xem.
nhưng mà là không cần mua vé hoặc là bán vé, mình làm một cái tâm phụ huynh. Em hiểu rồi, có nghĩa là tôi một không nghĩa là mua những bộ trang phục để diễn cho các em thiếu nhi là không bán vé và không thu phí, hoàn toàn miễn phí đúng không? Rồi cái kinh phí đó ở đâu mình có hàng ngày mình đi làm mình đi diễn? Thì cũng là hàng ngày tôi không có đi bán cái số mình cũng bán cái số rồi dành dụm mình mua những cái bộ trang phục như thế này để đi diễn cho các bạn thiếu nhi xem. Dạ thì lúc nãy anh em mình thì cũng có ngồi, cũng em cũng có đứng lại trong cái chỗ cái nhà của anh mà ở nhờ em rể của anh ít phút. Thì em cũng có qua, lúc đó em cũng có xin phép anh em quay cái chỗ ngủ của anh khoảng lúc đó cũng 2 phút thôi anh à. Chắc cũng khoảng 2 phút. Thì cái video mà lúc mà em quay lại cái chỗ anh ở nhờ đó, nếu mà anh cho phép thì em sẽ đăng cùng lên cái video này, còn nếu không cho phép thì em sẽ không đăng. Dạ thì anh cho em hỏi thêm nữa là cái nguyện vọng của anh lên thành phố mà là sao mà mình kệ, mình ở dưới này bây giờ mình thu nhập nó bán nó thấp nhưng mà mình có được cái chỗ ở nhờ, cái chỗ mà ngủ trên xe ba gác thì nó đỡ tốn đi cái chi phí thuê nhà, sao anh không ở dưới này? Ở đây bán ế quá. Thì bây giờ em nói với anh Tài Thiên gì ha, thì lúc sáng đó cái video là lúc sáng mà lúc mà em chia sẻ câu chuyện chị Hà thì cũng có gặp anh Tài Thiên, em cũng có nói á là về cái việc mà mua bán vé số ở thành phố, tại nào bây giờ em với anh Huy không có bán vé số nên là không có gành là cái việc đó là trên đó bán có được hay không thì em không biết. Nếu mà anh có nguyện vọng đi lên trên đó bán vé số thì em cũng thưa với anh là gì, trên đó hiện tại giờ em còn một căn phòng là của em, nếu mà anh lên trên đó bán đó là cái việc mà đi hay không là tự anh quyết định thôi. Nếu mà có lên trên đó bán thì gọi lại số điện thoại cho em, số điện thoại em là 0987 111 227, thì em sẽ hỗ trợ cho anh ba ở nhà chỗ nhà của em 3 tháng hoàn toàn miễn phí, có phòng riêng cho anh riêng tư đó ha, là em không có thu phí anh một khoản nào. Ví dụ anh đi anh muốn nó nữa, anh đi bán vé số hay là có ai có giúp cho mình cái việc gì đó thì cái đó là cái quyền quyết định của anh, còn em thì em hỗ trợ cho anh về cái vấn đề là chỗ ở 3 tháng. Thì trong vòng 3 tháng đó nếu mà mình làm ăn được, đó là có điều kiện gì đó thì mình tìm một cái chỗ tiếp theo để mình nhường cái chỗ lại cho người khác. Đó là cái ý nghĩ của em như vậy, anh có đồng ý không? Dạ. Cái này cho em hỏi riêng tư nha anh, nếu mà được anh cảm thấy tiện thì anh chia sẻ, không tiện thì không có vấn đề gì. Tại vì khi mà em và anh Huy đi vào nhà của anh thì tại vì thật sự là em với anh Huy cũng là nhỏ tuổi nhưng mà tụi em thì cũng là học hỏi một cái cách nhìn nhận một phần nào. Khi mà em vô nhà của anh thì cái cảm giác em nhìn sơ bộ qua đó, nếu mà anh đi bán vé số lúc nào về lúc nào đi ở nhà anh có gọi cho hỏi không? Dạ, không có luôn. Rồi lỡ ví dụ vậy không may mình đi trên đường có việc gì rồi chắc ở nhà cũng không biết đâu ha anh. Dạ, biết rồi. Tại vì anh Huy biết sao không, lúc mà em với anh đứng á là em có chào lúc đó em chào là em rể của anh là ai ta? Nhưng mà em nhìn em hiểu được một phần, nói chung là em chỉ nói vậy thôi. Còn đó thì em chỉ là hỗ trợ anh những cái gì trong cái khả năng của em, là như là em vừa chia sẻ. Tại vì cái video ngày hôm nay là em muốn chia sẻ video này để làm gì, là trước hiện nay là anh đang còn ở dưới quê, do đó là chỗ của anh, nên đó là em muốn chia sẻ cái video này cũng như là em đăng lên là để sau này ví dụ là anh lên đó anh có làm thành công hay là không thành công cũng đó là cái nguyện vọng riêng của anh, chứ không phải là em hứa hẹn hay là em quen biết anh gì trước kia cả. Đó là hoàn toàn biết nhau là chỉ hoàn là khi mà gặp là gần tình cái chỗ hả? Tình cờ mà gần cái chỗ chị Hà té xà lan đó thì tình cờ thôi, nên rồi khi mà cái ấn tượng mà để mà em tiếp xúc với anh nhiều á, tại thường là em cũng không giấu gì anh, em có cái nhà lưu trú cho bà, hỗ trợ bà con hoàn cảnh, nên là em hay để ý bà con trên đường và những hoàn cảnh khuyết tật hay là bệnh hoạn là em hay để ý. Nên khi mà em chạy qua một vòng rồi em mới thấy, em mới nói với anh Huy là quay xe lại, tại vì lúc đó là em thấy là cái cánh tay của anh bị mất một bên, em nói với anh Huy quay lại nhìn cái anh này nhìn lạ quá. Thì khi quay lại giống như là không, em thì không biết, em thường em hỗ trợ hoàn cảnh là như vậy nè anh Tài Thiên, ví dụ trước kia cuộc sống của hoàn cảnh như thế nào thì đó là riêng tư em không được phép, nhưng mà khi mà hiện tại em nhìn người đó giống như là người ta cảm thấy là giống như em có một cái giống như cái ngẫu nhiên của em là giống như là nó có một cái thiện cảm gì đó thì em sẽ hỗ trợ được gì em hỗ trợ, nhưng mà cái hỗ trợ đó như nhà ở cho anh đó là của em chứ không phải là em dùng một của ai cả, nên anh lên đó ở anh cũng thoải mái an tâm.
Thì nhà của em thì ở cách đó cũng mấy cây, ví dụ là lúc nào em rảnh thì em lên em thăm. Còn cái việc ăn uống như là anh đi bán cái số về đó, thì mình anh muốn ăn cái gì thì anh đi bán về, xong mình có cái lợi nhuận đó đó, mình mua về mình nấu mình ăn, hay là mình mua gì là hoàn toàn anh tự quyết định, chứ em không có cấm cản là phải ăn cái này nấu cái kia. Trong nhà đó anh ở riêng mình, anh muốn nấu gì anh nấu thoải mái đó. Thì em cũng nói với anh vậy nè, em có một cái nhà lưu trú và có thêm một cái nhà cũng là cách nhà lưu trú mấy cây nữa, nhưng mà lên đó thì cái nhà lưu trú đa phần người bệnh ở, nhưng mà để mà tiện cái việc cho anh đi bán anh Huy có thể là chắc là em để cái chảnh ở cái nhà mà hôm bữa mà chỗ cái khu mà mình vô mình quen bé mà mười mấy tuổi, 19 tuổi bị tai nạn đó đúng rồi, nhớ là ở trên đó nó sẽ hợp lý hơn. Đúng rồi, tại vì ở dưới nhà lưu trú thì đa phần là người bệnh đó, người ta già cả mà ha. Dạ anh có cái gì anh muốn chia sẻ thêm để gửi đến quý cô chú, giống như là những cái tâm tư em nhìn anh là khi mà lúc sáng uống cà phê á, ảnh mở bộ trang phục ra là em nhìn một cái nét mặt là em đoán được một phần nào riêng em thôi, là ảnh có một cái tâm tư, một cái cảm xúc và nói chung là một cái nỗi buồn của gia đình em nhìn là nói chung là đó là suy đoán của em thôi, còn không biết đúng không thì em nhờ anh Tài Thiên, có thể là đó là chuyện riêng của mình, anh cảm thấy là tiện thì mình chia sẻ, không thì thôi không có vấn đề gì. Dạ thôi giờ về đi, giờ làm tôn hoặc không thì không biết nó nào hơn. Thì thôi giờ nói chung thì tôi không mà được làm cái kênh của anh Phúc và anh Huy đã giúp đỡ tôi không như vậy, thì tôi không cũng nhớ ông anh Phúc và anh Huy chúc trọn đời này. Tôi không cũng là chúc cho anh Phúc anh Huy có được nhiều sức khỏe, để mình có sức khỏe ở đó cả nhà, để mình làm những cái công tác mà thương nguyện đó cả nhà. Dạ, em cảm ơn anh ha. Anh cho em hỏi ha, là từ trước tới giờ là anh có nhà riêng không? Không cũng có nhà riêng, mà nhà riêng nhiều lắm chứ. Dạ. Dạ. Rồi sao hiện tại giờ anh không ở bên nhà của anh mà anh qua bên chỗ cái bãi để cái kho để xe của anh, em gửi anh ở nhà, sao bên nhà mình không? Tại vì ở nhà của mình đó cả nhà, nhà của mình nghèo quá đi rồi cho nên là nó cũng chất thập rồi. Điểm thứ nhất, điểm hai nó nền đất rồi không có điện, không có nước rồi khắc nghiệt quá cho nên là tôn công sống không nổi. Bên nhà không có nước luôn. Dạ. Là ga vô thì nó bị lùng, nó lúng lầy. Vậy nè anh Huy, lúc mà anh Tôn Văn Không chia sẻ cho anh em mình nói là ở nhờ cái nhà của em rể á, là em cứ ngỡ là ở chung trong cái nhà. Chứ em đã, em xuống em muốn rưng nước mắt luôn á. Tại vì lúc nãy em có quay một cái đoạn mà em quay chừng 2 phút thôi. Lúc mà anh chia sẻ với em hôm qua là anh nói là anh ở nhà em rể, thì em nghĩ là anh cũng ở trong nhà, chứ không có nghĩ là anh mà buổi tối anh ngủ ở trên một cái nhà kho mà nằm ở trên chiếc xe ba gác, mà như là nó chung cho xe ba gác mà cửa to anh, nó không to anh cái kho mà lại cái là nó nóng, cực kỳ nóng luôn á. Nói chung cái kho cái đó là người ta không phải làm ở mà người ta làm để người ta làm cái kho để đồ, nên là anh Tài Thiên tối anh Tài Thiên ngủ đó. Dạ, nói chung là nóng cực kỳ nóng á. Nói chung là dù gì đi nữa có chỗ ở cũng là may mắn rồi, còn đỡ hơn là những cô chú anh chị mà người ta không khó khăn, người ta không có nơi ở đó, còn khó khăn hơn nữa. Thì nói chung là đôi khi những hoàn cảnh đó mình chưa gặp, nói chung là em hỗ trợ chú ở cũng là cái duyên gì thôi, cái duyên chứ không phải là mình hỗ trợ người ta mình phải trông chờ ai cảm ơn lại cả, em lại vậy. Tại vì cái hỗ trợ, cái công việc mà để mà hỗ trợ cho bà con cái chỗ ở đó là em lại gì nè, hồi trước em sinh viên thì em rất là khó khăn về chỗ ở, em thuê nhà, nhưng mà sau này cũng may mắn cái là khi ra trường cũng có được công việc làm, rồi đến ngày hôm nay nói chung là em cũng không phải là hơn ai gì cả, nói chung là nó thoát đi một cái khó khăn thời sinh viên của em đó. Thì em mới lúc đó em mới có một cái nguyện vọng là em nói nếu mà sau này mà em có cái chỗ ở riêng tư là của mình, và nếu mà còn cái không gian còn lại thì em mới hỗ trợ được cho những cái hoàn cảnh khó khăn như em thời sinh viên, nên đó là cái nguyện vọng của em. Còn em cũng xin chia sẻ với anh Huy vậy nè, từ trước đến giờ anh Tài Thiên là em chia sẻ những cái câu chuyện mà để hỗ trợ hoàn cảnh đó, là em không có nhận một cái khoản nào của quý khán giả hay là Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm để chi phí vào cái việc ăn uống ở nhà lưu trú của em, hay là hỗ trợ cho em quà cáp xăng cộ, hoặc là tất cả khoản đó là có cô chú anh chị có gợi ý và có hỗ trợ, nhưng mà em không nhận. Em nói là để nhường lại cái khoản đó gửi cho những cái hoàn cảnh mà khó khăn mà người ta đang cần giúp đỡ để điều trị bệnh.
nên là xem như là giúp cái hoàn cảnh, xem như là đồng trùng chung tay với em rồi đến Tài Thiên đó. Em chỉ nhận những khoản như vậy nè, giống như là em chia sẻ mỗi câu chuyện hoàn cảnh khó nào đó mà cô chú anh chị biết đến đó, mà không có cái thời gian anh Huy để mà đến giúp đỡ đó, thì gửi cho em, thì em sẽ mang hộ quý khán giả đó mang đến trao lại. Nhưng khi em trao lại là em không bỏ bao thư, em trao bằng tiền mặt, sau đó đếm lại từng tờ xem có đủ đúng cái số tiền mà quý khán giả gửi cho em để trao hay không đó. Còn em xin cam kết luôn, từ trước đến giờ em không nhận một khoản nào, từ khi là em làm thiện nguyện không nhận một khoản nào đó của quý khán giả mà chi phí vào ăn uống nhà lưu trú hay là trang thiết bị hay là xây dựng nhà lưu trú. Tại vì những cái việc đó, đó anh Tài Thiên, khi mà em làm đó thiện nguyện là em có trước đó rồi, em có trước rồi em mới làm. Rồi khi mà trong quá trình làm thì cũng được nhiều quý khán giả quan tâm mà cũng là muốn cùng chung tay với em để làm như là hỗ trợ cho em để ăn uống hàng ngày cho hoàn cảnh đó, cho mấy cô chú ha, ở trong nhà lưu trú của em đó. Nhưng mà lúc đó em cũng có làm cái video là em cảm ơn, trước tiên là em cảm ơn, và sau đó em có nói là bây giờ tại vì em còn đi làm được, nói chung là cũng có thu nhập một phần nào, nên là em chích ra một phần để là ăn uống cho cô chú. Nên đó là không phải là em từ chối hay là em chê, được cô chú anh chị quan tâm mà muốn cùng chung tay với em đó, em rất là mừng tại có thêm người giúp sức. Nhưng mà em muốn là để cái phần đó lại cho cô chú anh chị sẽ giúp đỡ những cái hoàn cảnh xung quanh mình và đang khó khăn đó. Tại vì những cái hoàn cảnh đó người ta bệnh đau, người ta không đi làm được đó anh, em thì em còn đi làm được nên là em không có nhận khoản đó. Giống như anh hay là cô chú nào cũng vậy, biết được cái hoàn cảnh nó khó khăn mà không đến giúp được thì gỡ em sẽ mang đến em giúp. Em quay giống như em đang quay anh Tài Thiên vậy nè, em trao là em không bỏ bao thư nha, từ trước giờ là em trao tiền mặt thực tế, em không bỏ bao thư. Thì vậy ha anh Tài Thiên ha. Thì bây giờ coi như là anh Tài Thiên có cái tâm tư nguyện vọng gì thì muốn chia sẻ cho anh em nữa, thì hôm nay anh em mình đã có duyên gặp rồi, thì bây giờ anh Tài Thiên có tâm tư nguyện vọng gì đó thì cứ chia sẻ để anh em mình hiểu nhiều hơn, và cô chú anh chị và bạn hiểu nhiều hơn về Tài Thiên ha. Thôi thì mình nói về câu không cũng chia sẻ bao nhiêu đó cũng được rồi cả nhà. Dạ thì cảm ơn anh Tài Thiên. Thì thôi video đến đây, anh em mình trước tiên là cũng là chúc sức khỏe anh Tài Thiên và cũng là hy vọng là anh cái công việc mà anh định là mua bán vé số tiếp theo đó theo cái ước nguyện của anh được thuận lợi. Và em gửi lời chúc quý cô chú khán giả lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cô chú anh chị xem video bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có thêm động lực ra nhiều video mới hơn. Thì hiện tại là đang quay cái đoạn video này là cũng ở gần cái chỗ mà chị Hà té xà lan. Theo anh Tài Thiên nghĩ mà hiện nay chỗ anh ở nè, đi qua tới cái chỗ mà chị Hà té xà lan đó là khoảng bao nhiêu phút ta? Chạy chậm á, tầm cũng đâu 30 phút mà chú Quỳnh. Em thấy nãy đi cũng lẹ ghê luôn á. Dạ. Đi tèn tèn á, đi tèn tèn mới có thời gian đó. Dạ, vậy anh ha. Vậy em xin kết thúc video nha. Bây giờ tôi con cũng là chúc sức khỏe cho anh Phúc và anh Huy. Được nhiều sức khỏe để mình làm những công tác thì mình tiếp theo cho những hoàn cảnh khó khăn chúng tôi không. Trước khi kết thúc video này thì tôi con cũng xin chúc sức khỏe cho là cô chú anh chị trong nước và nước được nhiều sức khỏe, và kính chúc cô chú anh chị trong nước và nước được phát tài. Dạ. Rồi, như là cảm ơn tấm lòng của Tài Thiên đã chia sẻ.